nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng trong suốt chặng đường 90 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại trong năm 2020, hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tỉnh ủy sẽ tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Lễ kỷ niệm sẽ được tổ chức ngày 31 tháng 1 năm 2020, nhằm ngày mùng 7 tháng Giêng năm Canh Tý tại Trung tâm Hành chính Chính trị tỉnh. Chiều qua, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy để rà soát công tác chuẩn bị cho buổi họp mặt trên. Chương trình họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bao gồm các nội dung sinh hoạt truyền thống tự hào Đảng Quang Vinh, ôn truyền thống kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, xem phim tư liệu về kết quả đạt được của Đảng bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu qua 6 kỳ đại hội, tuyên dương những đảng viên tiêu biểu qua các thời kỳ, tặng bằng khen cho đơn vị đạt giải A trong hội thi tự hào Đảng Quang Vinh. Tại cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị cho buổi họp mặt, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thống nhất số lượng đại biểu là đảng viên 70 năm tuổi Đảng, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang. Đồng thời lưu ý ban tổ chức tỉnh ủy rà soát lựa chọn những đảng viên tiêu biểu qua các thời kỳ trên nhiều lĩnh vực. Sở Văn hóa Thể thao chuẩn bị chu đáo các tiết mục văn nghệ đặc sắc. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu tất cả các sở ban ngành được giao nhiệm vụ phải phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo từng khâu để đảm bảo buổi họp mặt kỷ niệm diễn ra trang trọng, ý nghĩa.